Tiếp tục với thông tin về thời tiết, chiều cường ở Nam Bộ thì đã qua đợt đỉnh và dự báo nước sẽ xuống dần. Cụ thể như nào ánh sáng? Đối với khu vực miền Tây thì chiều cường đã qua đỉnh rồi và ít ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Còn ở miền Đông thì mực nước vẫn còn khá cao, như tại thành phố Hồ Chí Minh thì chiều cường hôm nay, cụ thể ở mực nước tại trạm Phú Han trên sông Sài Gòn thì còn trên báo động 2 là 7 cm, còn trạm Nhà Bè ở kênh Đồng Điền ở mức báo động 3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì dự báo hôm nay cũng tiếp tục có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên thì không quá 29 độ, trời mát, trong khi đó thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ nhiệt độ sẽ cao hơn, từ 30 cho đến 34 độ và trời nóng. Chiều tối thì mưa dông xuất hiện ở một vài nơi. Không khí lạnh thì sẽ gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực Trung Bộ từ chiều tối nay đến ngày 3 tháng 12. Các thành phố từ Vinh đến Nha Trang hôm nay có lúc mưa nhỏ. Nhiệt độ toàn miền dao động từ 26 đến 29 độ, trời mát. Riêng Phan Thiết thì trời nắng nhiều, 32 độ. Với khu vực miền Bắc thì hôm nay trời nhiều mây và nhiệt độ sẽ giảm hơn so với những ngày trước. Mức nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố trong khoảng 26 đến 28 độ. Từ chiều tối nay thì thời tiết sẽ bắt đầu thay đổi khi mà có không khí lạnh tràn về. Vâng, như vậy là nhìn chung cả ba miền đất nước đều tạnh giáo vào ban ngày. Thế còn vào chiều tối thì miền Trung sẽ có mưa, còn ở Bắc Bộ thì đón không khí lạnh. Quý vị lưu ý ạ.